Đội tuyển Việt Nam có thể tạo nên kỳ tích. Đội tuyển Việt Nam dốc sức chơi một trận đấu ra trò trước Iraq. Tuyển Việt Nam tập luyện hết mình, hy vọng có thể tạo nên kỳ tích. Đội tuyển Việt Nam có thể tạo nên kỳ tích. Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik tin rằng đội tuyển Việt Nam có thể tạo nên một kỳ tích trước tuyển Iraq nhờ vào tinh thần quyết tâm, động lực giành chiến thắng cao hơn. Sau hai thất bại liên tiếp trước Indonesia vào tháng 3 năm nay, tuyển Việt Nam còn rất ít cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup 2026. Dù vậy, đội bóng áo đỏ vẫn giữ được hy vọng đến lượt trận cuối cùng sau khi ngược dòng giành chiến thắng trước Philippines trong ngày ra mắt tân huấn luyện viên Kim Sang Sik. Ở trận đấu hạ màn bảng F, tuyển Việt Nam buộc phải thắng Iraq trên sân khách để có thể gia tăng cơ hội cho bản thân. Tuy nhiên thì đây là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn với thầy trò ông Kim Sang Sik. Bởi lẽ tuyển Iraq đang bay cao dưới thời huấn luyện viên trưởng Jesus Kassad. Họ đã toàn thắng 5 trận tại bảng F và muốn hy vọng duy trì thành tích này. Ngoài sức mạnh của tuyển Iraq, điều kiện thời tiết tại thành phố Basra, địa điểm tổ chức trận đấu cũng rất khắc nghiệt. Nhiệt độ ban ngày tại đây lên đến 47 và 48 độ C, trong khi buổi tối thì cũng luôn dao động trên 40 độ C. Mặc dù vậy thì ông Kim Sang Sik vẫn tin tưởng là đội tuyển Việt Nam có thể tạo ra kỳ tích nếu như đoàn kết và nỗ lực hết mình. Chia sẻ với các cầu thủ trước buổi tập đầu tiên tại Basra, huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc nói: "Tôi biết là mọi người đang mệt mỏi vì vừa thi đấu căng thẳng, vừa trải qua một quãng đường di chuyển rất dài. Tuy nhiên chúng ta đến đây với hy vọng là thắng Iraq." mục tiêu của chúng ta là rất rõ ràng và tôi mong mọi người hãy suy nghĩ một cách tích cực cùng đồng lòng và đoàn kết tôi muốn là mọi người hãy cố gắng quản lý bản thân làm sao để hồi phục tốt nhất và có được trạng thái tốt nhất khi bước vào trận đấu với iraq tuyển iraq vừa thi đấu tại indonesia trở về nên cũng có khó khăn riêng họ cũng giống chúng ta cũng mệt mỏi đội bóng nào chuẩn bị tốt hơn lòng khao khát cao hơn sẽ giành được chiến thắng và tôi nghĩ là tuyển việt nam có thể tạo nên được kỳ tích Bên cạnh đó, thì ông Kim Sang Sik đã lường trước được sự ép từ hàng vạn cổ động viên Iraq, nhưng ông vẫn giữ là niềm tin chiến thắng. Ông nói thêm: Người hâm mộ Iraq rất yêu bóng đá, chúng tôi chắc chắn là phải đối mặt với sự ép từ 65.000 khán giả. Mặc dù vậy, chúng tôi đến đây với một niềm hy vọng rất lớn về chiến thắng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành được kết quả tốt nhất. Đội tuyển Việt Nam giúp sức chơi một trận đấu ra trò trước Iraq. Cuộc so tài với Iraq sẽ giúp cho huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục thắp lửa cho công cuộc tái thiết đội tuyển Việt Nam bước chân đầu tiên. Nếu là đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn ông Park Hang-seo còn nắm quyền, việc đá với đối thủ Đông Nam Á trừ Thái Lan mà để bị dẫn bàn hay lọt lưới tới hai lần đã có thể coi là bất ngờ. Bởi vậy mà nếu như coi chỉ thắng 3-2 trước Philippines, đội vốn lâu nay không còn vị thế tại châu lục là một bước đột phá thì có lẽ là hơi khiền cưỡng. Trước khi bước vào chuỗi 7 trận đấu toàn thua, ông Philippe Chusie cũng đã giúp đội tuyển Việt Nam thắng Philippines rồi, lại còn với một thế trận bớt vất vả hơn. Tuy nhiên nói vậy thì không có nghĩa là ông Kim Sang Sik, cầu thủ mà người hâm mộ không có quyền được vui. Đội tuyển Việt Nam đã trải qua một năm rất khó nhọc, mà mọi chiến thắng trước đây là hiển nhiên, giờ cũng mang giá trị tinh thần rất lớn. Ông Vang Seo từng ra mắt người hâm mộ Việt Nam bằng một trận đấu ít ai nhớ đến, đó là trận đấu hòa không đều trước Afghanistan trên sân Mỹ Đình vào tháng 11-2017. Nhờ hoa trận đấu này mà đội tuyển Việt Nam chính thức có vé đến Asian Cup 2019. Song công lớn thực ra lại thuộc về ông Mai Đức Chung với 6 điểm trọn vẹn giành được khi đối đầu với Campuchia trước đó ông park đã ra mắt bằng một trận đấu khá nhạt nhưng thành rome không thể xây chỉ trong một ngày nhưng chặng đường vĩ đại nhất đều phải bắt đầu từ những bước chân đầu tiên bởi vậy mà chiến thắng đầu tay của ông Kim Sang Sik là rất đáng để trân trọng. Ông mới đến Việt Nam có một tháng thôi, còn chưa thể thuộc tên, thuộc mặt tất cả các học trò. Quãng thời gian huấn luyện của ông Kim kéo dài đến 5 ngày, diễn ra khi mà các cầu thủ đã khá mệt nhoài với một chặng nước rút tại V-League và tinh thần thì xuống thấp sau cuộc khủng hoảng thời ông Chu Xie. Trong hoàn cảnh đó, thắng ra sao thì cũng là thắng, niềm tin đã được vãn hồi, nhưng mới chỉ là bước đi rất nhỏ Đội tuyển Việt Nam thì cần phải dốc sức cho trận đấu tiếp theo với Iraq, mà có lẽ là kết quả không quan trọng bằng cách chơi. Cánh cửa đi tiếp thì gần như đã đóng lại sau thất bại trước Indonesia, mà lại bất ngờ mở ra khi thắng trước Philippines, rồi có thể tiếp tục đóng lại nếu như hôm tới Indo quật ngã Philippines ở trận đấu sớm. Tuyển Việt Nam đang đi bập bênh cảm xúc và có khả năng đánh mất đi động lực nếu như đối thủ sớm có vé. Thầy cho ông Kim Sang-sik sẽ đối đầu với Iraq hùng mạnh như thế nào trong hoàn cảnh này? Một trận đấu tốt có thể là không níu lại được tấm vé đi tiếp mà đội tuyển Việt Nam gần như đã đánh mất nhưng rất rất quan trọng để cho ông Kim và các học trò bước trên chặng đường còn lại. Còn hy vọng là còn chiến đấu. Chưa cần chờ đến trận đấu gặp Iraq mà ngay cả cuộc đối đầu với Philippines, cả huấn luyện viên Kim Sang Sik cùng với cầu thủ đều có chung quan điểm, đó là đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào bản thân mình thay vì là phân tâm bởi chuyển động của đối phương. Hay ở lễ bốc thăm A CUP 2024, ông Kim cũng đã nói rằng Indonesia tuy là mạnh, Philippines nhập tịch thì nhiều nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ thắng nếu như chuẩn bị đủ tốt. Đó là niềm tin của ông Kim và học trò và nội lực của bóng đá Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa từng huấn luyện đội nào ngoài Dienberg Hyundai Motor trước khi tới Việt Nam để dẫn dắt một đội bóng hoàn toàn xa lạ. Dù khẳng định là đã tìm hiểu đội tuyển Việt Nam nhưng ông Kim khó có thể tránh khỏi rủi ro ở một tập thể đã thay tới 6 huấn luyện viên trong 12 năm qua. Tuy nhiên thì với sự quyết tâm và khiêm nhường như cái cách mà ông lẩm nhẩm ha theo quốc ca Việt Nam hay cúi đầu cảm ơn khán giả sau trận gặp Philippines, có thể tin là ông Kim Sang Sik đang lựa chọn cách tiếp cận khác, thiên về tình cảm hơn và gần gũi hơn. Với cách tiếp cận này, ông Kim Sang Sik hiểu rõ là ý nghĩa của trận đấu gặp Iraq sẽ không còn nằm ở tầm vẽ đi tiếp khi mà cơ hội của Việt Nam không còn nhiều, mà nó nằm ở động lực và khát vọng. Thế một trận đấu tận hiến nữa sẽ đưa người hâm mộ trở lại gần hơn với đội tuyển, cũng để cho cầu thủ tin tưởng hơn vào triết lý và con đường mà ông đã chọn. Và cũng còn lời hứa sẽ nhảy hip hop cho các học trò xem mà hội luyện viên Kim Tếu Táo đưa ra trong buổi tối ngày 6 tháng 6. Sớm thôi, tuyển Việt Nam cùng với nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ tìm thấy được niềm vui nếu như biết góp nhặt niềm tin từ những điều nhỏ nhặt. Đội tuyển Việt Nam tập luyện hết mình, hy vọng có thể tạo nên được kỳ tích. Mặc dù là tập buổi tối nhưng nhiệt độ tại Basra của Iraq vẫn ở mức trên 40 độ C khiến cho đội tuyển Việt Nam gặp không ít khó khăn để có thể thích nghi. Vào lúc 1 giờ sáng ngày 12 tháng 6 theo giờ Hà Nội, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á trên sân của Iraq. Trong khi đối thủ này đã có vé đi tiếp từ sớm cùng với đó là ngôi nhất bảng F, thì Việt Nam đang có 6 điểm, phải cần một kết quả hòa đến thắng để nuôi hy vọng vượt qua Indonesia đang có 7 điểm. Tuy nhiên đây là thách thức không hề nhỏ cho ông Kim Sang Sik và các học trò khi mà chúng ta chưa từng thắng đối thủ này trong quá khứ. Cụ thể thì từ lần đối đầu đầu tiên năm 2007 đến nay, Việt Nam gặp Iraq 6 lần, thua 5 và hòa 1 tại Asian Cup 2007 trên sân nhà lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam chạm trán Iraq khi hai đội gặp nhau tại tứ kết cú đúp của Jhonit Mamu đã giúp Iraq vượt qua chúng ta với tỷ số là 2-0 sau đó Việt Nam hòa Iraq một đều ở lượt đi thua 0-1 ở lượt về vòng loại World Cup 2018 thua 2-3 tại Asian Cup 2019 và thua 2-3 tại Asian Cup 2023 mới đây nhất thua 0-1 trên sân Mỹ Đình ở lượt đi vòng loại World Cup 2026 Phong độ hiện tại của hai đội thì cũng hoàn toàn trái ngược khi mà Việt Nam thua 6 thắng 1 trong 7 trận gần nhất, còn Iraq thắng 6 thua 1 trong 7 trận đấu vừa qua. Dù sao thì với tinh thần đã được cải thiện nhiều cùng với tân huấn luyện viên Kim Sang Sik, tuyển Việt Nam chắc chắn là sẽ không bỏ cuộc và nỗ lực thi đấu đến phút chót. Thế đó nhiệt độ cao điểm trong ngày ở đây lên đến 47, 48 độ C. Ngay cả khi thầy trò ông Kim Sang Sik ra sân tập luyện, lúc 20 giờ nhiệt độ vẫn duy trì ở mức trên 40 độ C, rất nóng nực và gây cảm giác khó chịu. Chia sẻ cùng các cầu thủ trước buổi tập, ông Kim Sang Sik nói: tôi biết là các bạn đang rất mệt mỏi vì vừa trải qua thi đấu và di chuyển chặng đường rất dài nhưng chúng ta đến đây với hy vọng chiến thắng chủ Iraq. mục tiêu của chúng ta là rất rõ ràng tôi muốn là các bạn cố gắng quản lý bản thân làm sao để mà hồi phục tốt nhất và có được trạng thái tốt nhất đội bóng nào chuẩn bị tốt hơn có khao khát cao hơn sẽ giành được chiến thắng tôi nghĩ chúng ta có thể tạo nên được kỳ tích cùng với ông Kim Sang Sik thủ quân hùng dũng cho biết tuyển Việt Nam đang nỗ lực để mà thích nghi với điều kiện thời tiết và luôn sẵn sàng cho trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn cho chúng tôi khi thi đấu vào mùa hè ở đây. Độ ẩm thấp và mọi thứ đều khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi vẫn có đến 4 ngày để mà điều chỉnh và thích nghi với tất cả mọi thứ, Hùng Dũng chia sẻ. Chúng tôi biết Iraq là một đối thủ rất mạnh và có thể ở top 5 châu Á, dù vẫn phụ thuộc vào kết quả tại trận đấu Philippines và Indonesia, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực thi đấu hết mình để có được một kết quả tốt cho Iraq, Hồng Dũng nhấn mạnh. Chia sẻ tại buổi tập, Việt Anh cho hay Iraq rất mạnh, đội tuyển Việt Nam đã biết điều này, trận đấu sắp tới sẽ còn khó khăn. Tuyển Việt Nam sẽ phải cố gắng thi đấu với tinh thần quyết tâm và sự tập trung cao nhất. Tại trận đấu sắp tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ đón chào sự trở lại của trung vệ Bùi Hoàng Việt Nam. Cầu thủ đã không thể ra sân tại trận đấu gặp Philippines vì án phạt.